Galaxy Z với nhiều nét cải tiến về mặt công nghệ, điều chỉnh giá bán giảm xuống mức dễ tiếp cận hơn, thì Apple lại khiến cho người tiêu dùng phải hụt hẫng vì thế hệ iPhone 13 không thực sự đột phá, nhưng giá bán lại đạt mức kỷ lục. Cụ thể câu chuyện là như thế nào? Hãy cùng với Độc Đáo TV đi vào tìm hiểu nhé! Apple và Samsung được xem là hai ông lớn dẫn dắt thị trường điện thoại di động. Hiện tại thì Samsung là hãng smartphone Android hàng đầu với dãy sản phẩm rộng lớn trải dài tại nhiều phân khúc, dễ dàng có thể tiếp cận với đại đa số người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì Samsung còn liên tục chiều lòng người dùng bằng việc trang bị những công nghệ mới, dẫn đầu xu hướng như là màn hình tần số quét cao, camera có độ phân giải lớn hay là pin dung lượng khủng. Samsung thậm chí còn được biết đến với vai trò tiên phong trong việc phát triển smartphone màn hình gập gồm hai dòng sản phẩm Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip. Bộ đôi này đã thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng nhờ mang đến sự trải nghiệm gập mở mới lạ và thú vị. Thế nhưng ở thế cực còn lại, Apple dường như đã xây dựng được một pháo đài bất khả xâm phạm khi mà hãng này chiếm phần lớn thị phần ở phân khúc cao cấp. iPhone vẫn là mẫu smartphone luôn bán nằm trong top bán chạy trên toàn cầu. Rạng sáng ngày 15 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Apple đã giới thiệu chiếc iPhone 13 và iPhone 13 Series. Sự kiện được đánh giá là khá nhàm chán khi mà các sản phẩm không có quá nhiều sự nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Đồng thời, Apple còn nâng giá bán của iPhone 13 Pro Max lên con số 50 triệu đồng với phiên bản 1TB. Và đây được xem là mẫu iPhone có giá bán cao nhất từ trước đến nay. Galaxy Z giá ngày càng tốt, còn iPhone 13 thì giữ mức giá trên trời. Đầu tháng 8 2021, Samsung đã khiến cho giới công nghệ phải hết sức bất ngờ khi cho ra mắt Galaxy Z mới với hàng loạt các cải tiến về mặt công nghệ, độ bền và giá bán giảm 20% so với phiên bản trước đó. Cụ thể thì Galaxy Z Fold 3 bản 256GB có giá 42 triệu đồng và 45 triệu đồng cho bản 512GB. So với thế hệ trước thì giá bán của chiếc máy đã thấp hơn tới 8 triệu đồng. Trong khi đó, Galaxy Z Flip được niêm yết thấp hơn đến 11 triệu đồng so với thế hệ trước, xuống mức 25 triệu đồng cho phiên bản 128GB, bản 256GB có giá 28 triệu. Theo ông Mai Triều Nguyên, giám đốc hệ thống Mai Nguyên, thì sau thời gian đầu thử sức với những thiết bị mới, từ từ giá máy sẽ giảm dần để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn, điều đó cũng là dễ hiểu. Giá bán của Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 năm 2021 khá là hợp lý, nhiều khả năng sẽ thu hút được với tệp khách hàng mới. Neil Shah, phó chủ tịch nghiên cứu của Counterpoint Research, đánh giá rằng Samsung đã gây ra được sự chú ý khi giới thiệu một chiếc smartphone gập đầu tiên có mức giá phải chăng. Mẫu smartphone mang lại trải nghiệm gập có giá dưới 1.000 đô và có mốc quan trọng đối với Samsung khi có hơn 1/3 số iPhone được bán ra trên toàn cầu có giá trên 1.000 đô. Trong khi đó thì mức giá của iPhone 13 lại không hề thay đổi so với trước đó. Cụ thể thì giá của iPhone 13 mini, iPhone 13 lần lượt là từ 22 triệu đồng và 25 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Hai mẫu smartphone cao cấp hơn là iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max có giá bán dự kiến lần lượt là từ 31 triệu đồng và 34 triệu đồng cho phiên bản 128GB là phiên bản thấp nhất. Đặc biệt là iPhone 13 Pro Max phiên bản bộ nhớ trong 1TB có giá bán tới 50 triệu đồng. Đây được xem là mẫu iPhone có giá bán chính hãng cao nhất từ trước đến nay. Năm 2020, iPhone 12 Pro Max phiên bản cao cấp nhất với 512GB có giá là 42 triệu. Như vậy là Apple đã liên tục thiết lập kỷ lục về giá bán trong khi các sản phẩm không có nhiều mặt nâng cấp nổi bật và khá là nhàm chán. Ông Nguyên chia sẻ, mức giá 50 triệu đồng cho một mẫu iPhone 13 Pro Max 1TB là khá cao, gần bằng một chiếc máy vi tính cao cấp. Vì thế, sản phẩm này không dành cho số đông mà nó chỉ hướng đến đối tượng thích quay video hoặc là làm phim chuyên nghiệp bằng iPhone. Apple đã không còn one more thing. Những năm trước đây, Apple luôn dành ra phần đặc sắc nhất ở gần cuối sự kiện cùng với dòng chữ One More Thing. Tuy nhiên, năm 2021, Apple đã không làm điều này. Vì thế mà nhiều người cho rằng sự kiện ra mắt của iPhone 13 mang đến một cảm giác hụt hẫng và có nhiều tiếc nuối. Bản thân các mẫu iPhone mới cũng chưa thực sự mang đến yếu tố wow dành cho người dùng. Về mặt tổng thể, Apple vẫn đang dùng kiểu thiết kế có từ iPhone 12 lên chiếc iPhone 13 và bổ sung thêm một số phiên bản màu mới như là xanh dương nhạt hay là màu kem. Với phiên bản Pro, Apple lần đầu tiên trang bị màn hình tần số quét 120Hz. Tuy nhiên thì màn hình tần số quét cao đã khá phổ biến trên các mẫu smartphone Android cao cấp từ một năm trước đó. Hiện tại thì một số mẫu smartphone Android có giá trên dưới 10 triệu đồng đã có tính năng này. Thậm chí mẫu Red Magic 6 Pro của Nubia còn sở hữu màn hình có tần số quét lên tới 165Hz.
Phần notch trên iPhone 13 được làm nhỏ gọn hơn 20% so với trước đây, thế nhưng nó vẫn còn rất to so với màn hình đục lỗ trên đa số smartphone Android. Đặc biệt là mẫu Galaxy Z Fold 3 của Samsung đã dùng đến công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Ông Dương Minh, chủ của một cửa hàng di động ở thành phố Hồ Chí Minh nói, Apple đang chọn một hướng đi an toàn. Nếu như họ đầu tư cho một sản phẩm hoàn toàn mới thì rất tốn kém. Ngoài ra, doanh số máy sẽ giảm vì dịch COVID-19 vẫn còn đang ảnh hưởng trên toàn cầu. Thế nên, nếu như chọn lột xác iPhone 13 thì giống như là một canh bạc không có phần thắng cho Apple. Ông Mai Triều Nguyên cho biết thêm, phía Apple chắc chắn là chậm thay đổi. Apple thuê một bên sản xuất nên cần sự ổn định, số lượng, dễ làm, dễ sản xuất, không dám mạo hiểm. Samsung đang làm chủ được công nghệ, linh phụ kiện. Họ có nhà máy sản xuất riêng, cung cấp chip, RAM và màn hình. Vì thế nên Samsung dư sức để làm ra những cái mới, khẳng định được vị thế của mình. Theo Anshul Chak, nhà phân tích cấp cao của More Insights and Strategy, Samsung đã nhắm đến nhóm người dùng trẻ với các mẫu điện thoại gặp thế hệ mới. Anshul Chak nói rằng, Samsung đang chuyển hướng đến khách hàng trẻ tuổi, thường xuyên tiêu thụ tạo nội dung trên các mạng xã hội như TikTok. Đồng thời thì họ cũng nhắm mục tiêu đến đối tượng đã cảm thấy nhàm chán với thiết kế và hệ điều hành trên các mẫu iPhone cũ. Thiết kế gập của chiếc máy giúp cho người dùng có thể dễ dàng chụp ảnh, quay video mà không cần phải dùng đến trần đế. Đây là điều sẽ thu hút được nhiều vlogger. Samsung khẳng định trải nghiệm gập lại trên Galaxy Z Flip 3 rất thú vị, người dùng không thể tìm thấy trên các mẫu smartphone bình thường khác. Về mặt cơ bản, sẽ thật sự là khập khiễng nếu như mang iPhone 13 so sánh với Galaxy Z Flip hay là Z Fold mới. Tuy nhiên thì nếu như đặt cả hai sản phẩm này trên một bàn cân, chúng ta sẽ thấy được phần nào hao lớn ngành di động đang chọn những phương án như thế nào cho chiến lược phát triển tiếp theo của mình. iPhone 13 có thể sẽ bán chạy, nhưng nếu như Apple tiếp tục chậm chân thì sớm muộn gì, những sự sáng tạo và đột phá, Samsung sẽ sớm cướp được người dùng từ tay của đối thủ. Song Tử, Nhịp Sống Kinh Tế, Cafe F, Đầu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip của chúng tôi. Bye bye! Nhớ like và subscribe vì nó free.